Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái món ăn đơn giản lắm nha, từ bắp nha. Thì mình sẽ chọn, mình thích bắp trắng thì mình mua bắp trắng nha, còn mình thích bắp vàng thì mình mua bắp vàng, nhưng mình thấy bắp trắng thì nó sẽ dẻo hơn. Nhưng mà mình làm hai thứ trộn chung luôn cũng được nha mọi người. Hôm nay mình sẽ làm 3 trái bắp trắng với lại một trái bắp vàng. Bắp thì mình sẽ lựa cái bắp mà nó vẫn còn lá nha mọi người, tức là vẫn còn cái vỏ bắp này nè. Đó, mình lựa cái trái nào mà vỏ bắp nó đẹp đẹp chút nha, tức là đừng bị sâu ăn á. Thì tại mình sẽ dùng cái này để mà mình gói cái bắp lại rồi mình đi hấp nha. Cho nên cái này là mình sẽ về xong mình rửa sạch rồi mình lột cái vỏ bắp này ra, rồi mình để mình giữ lại. Nếu mà lột cho dễ thì các bạn cắt cái này cho nó sát sát lên thì sẽ dễ lột hơn. Thì cái lá của mình nó giữ nó sẽ được bự hơn nha mọi người. Ở dưới này mình cắt chưa có sát cho nên là khó gọt nha. Mình sẽ gọt sát hơn một chút nữa thì sẽ dễ hơn. Đó. Các bạn cắt sát cái này thì mình sẽ dễ lột được cái lá lớn. Bắp nha mọi người. Thì mình dùng cái dao bào á, thì mình bào thôi, đơn giản lắm. Mình chỉ cần bào mỏng mỏng như vậy là được nha. Bắp vàng thì nó ngọt nhưng mà nó không có dẻo như là bắp trắng. Món này thì mình làm ăn sáng hợp, thường thì ăn sáng sẽ hợp hơn mọi người, giống như là xôi bắp vậy đó. Nhưng mà mình muốn ăn buổi sáng trưa tối thì cũng được nha, nó cũng dễ làm lắm. Mình cho bột yến mạch vô nha mọi người. Đây là yến mạch mình đã xay ra nha mọi người. Thì mọi người mua yến mạch ở trong siêu thị á, mua về xong rồi mọi người bỏ vô máy xay sinh tố rồi, máy xay tiêu á, mọi người xay ra, xay nhuyễn như vậy ha. Mọi người thích ăn nhiều thì bỏ nhiều ha. Cái này mình bỏ tầm khoảng 3 muỗng canh. Đó. Bột yến mạch các bạn xay ra thì nó như vậy nè. Như vậy thì trộn nó sẽ dễ thấm với lá bắp hơn, và nó cũng tạo cái độ kết dính cho, tăng cái độ kết dính cho cái món bắp của mình á. Với lại thêm một cái nữa là yến mạch cũng tốt cho sức khỏe nha. Rồi mình cho thêm một muỗng bột gạo nha mọi người. Bột gạo nè. Bột gạo này mình mua siêu thị thôi. Rồi xong mình trộn lên nha mọi người. Giờ mình bỏ vô máy xay sinh tố mình xay ra nha mọi người. Mọi người cũng có thể xay bắp trước. Xay bắp xong rồi một lát nữa mình bỏ bột vô mình trộn cũng được, còn không là mình trộn bột trước cũng được nha. Mình xay ra cho cái bắp của mình nó nát, còn nếu mà các bạn không có máy xay sinh tố thì các bạn cũng có thể mình bỏ vô cối mình giã cũng được nha mọi người. Mình không có máy xay á, nhà này mình không có máy xay thì mình bỏ vô cối á, mình giã cho em, để cho bắp nó nhỏ ra, nó nát. Bây giờ mình đi xay nha. Cho vô đây khoảng ít, tầm khoảng nửa chén nước nha mọi người. Còn nếu mà mọi người thích ăn sữa á, sữa tươi á, thì mọi người bỏ sữa tươi vô nha. Cái này mình không có bỏ sữa, mình chỉ bỏ nước thôi. Xong rồi mình sẽ xay ra nha. Rồi mình xay nó nát nát cái gì rồi, xong rồi mình lấy ra nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ gói rồi mình bỏ vô xửng mình hấp rồi ha. Bây giờ trong thời gian mình gói bắp á, thì mình sẽ bắt nước lên trước nha mọi người. Mình bắt nước lên cho nó sôi nha. Cái vỏ bắp lúc nãy mọi người mình bỏ qua mình luộc sơ nha. Mình trụng sơ cho nó cái vỏ bắp của mình nó mềm á. Thì một lát nữa mình mới cuốn bắp được, mình mới gói bắp được dễ nha. Mình đổ cái bắp lúc nãy mình xay ra thôi nha. Chỉ cần nước nó sôi lên thì mình vớt cái vỏ bắp ra nha mọi người. Mình
mình để cái sửng lên nha. Cái sửng hấp mình để lên đây. Rồi bây giờ mình gói bắp xong thì mình sẽ để vô đây để hấp luôn nha. Cái hỗn hợp này sau khi các bạn xay xong mà thấy nó lỏng quá thì mọi người có thể lập cho thêm một ít bột yến mạch vô nữa nha. Bột yến mạch vô thêm nữa cũng được. Nếu mà mọi người lỡ cho sữa nhiều hoặc nước nhiều á thì mình cho thêm bột yến mạch vô để cho nó đặc lại, mình dễ gói. Mình có cái lá bắp như nãy mình lấy ra mình luộc rồi đó mọi người. Rồi mình gói ha. Nó mỏng mỏng thì nó nhanh chín nha. Gói đơn giản lắm mọi người. Bẻ gấp lại phía dưới để cho nó khỏi chảy ra thôi. Nè, cái bánh của mình đây. Như vậy thôi. Ở dưới mình gấp lại gì đây. Rồi mình để vô nồi hấp thôi nha. Rồi mình cứ làm như vậy thôi. Mình gói khi nào hết thôi nha mọi người. Cái bánh của mình á, gói bằng cái lá bắp á, thì nó một lát nữa nó chín nó sẽ rất là thơm nha. Thơm của cái mùi bắp á. Vừa bắp thơm rồi vừa cái lá bắp nữa, cho nên cái món bánh của mình nó sẽ thơm hơn. Mình hấp trong khoảng 20 phút nha mọi người. Rồi mình cứ đậy lại rồi mình hấp trong khoảng 20 phút rồi bánh chín nha. Bây giờ mình sẽ làm muối đậu nha mọi người. Đây là đậu phộng nha. Đậu phộng này là mình đã rang chín rồi nha mọi người. Mọi người có thể mua sẵn cái đậu phộng rang chín ở ngoài chợ nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô máy mình xay muối đậu. Thì mình cho ít muối thôi nha mọi người. Chủ yếu là nó hơi mặn thôi chứ không có bỏ nhiều nha. Rồi một lát nữa mình xay xong thì mình sẽ trộn đường luôn. Thôi mình cho. Chứ bây giờ mình cho vô mình xay luôn thì đường nó sẽ ra nước á. Mình chỉ xay nước cái đậu thôi. Được nha mọi người, nó nát nát như vậy là được nha. Thì muối với đậu là trộn chung rồi. Bây giờ bạn nào thích ăn ngọt á thì mình sẽ cho thêm một ít đường vô nữa nha. Mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê thôi nha. Rồi mình trộn lên thôi nha mọi người. Rồi cái này một lát nữa mình sẽ ăn chung với bánh bắp nha. Sau 20 phút thì cái bánh của mình nó chín rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra để cho nó nguội nha. Cái này á, thơm lắm luôn nha mọi người. Lúc mà nó sôi lên là nghe cái mùi thơm của bắp dữ lắm luôn á. Này nếu mà mọi người nào mà thích ăn xôi bắp rồi á thì món này là rất là ngon nha. Cái này mình sẽ ăn chung với cái muối đậu hồi nãy á. Muối đậu nãy mình làm nha. Đây là muối đậu này nha mọi người. Và còn đây là bánh bắp. Mình đợi nguội nguội hay ăn nha. Đợi nguội thì bánh của mình nó cũng sẽ cứng hơn.
vui một cái cho mọi người xem nha, nó cũng còn nóng lắm. Cái này nếu mà mọi người thích ăn mà nó cứng hơn thì mọi người cho thêm bột nha, bột yến mạch đó. Đây, bánh của mình đây nha mọi người, do là nó có cái bắp mỹ màu vàng cho nên nó sẽ có thêm màu vàng nha. Cái này nếu mà để nó nguội hơn chút nữa thì cái bánh mình nó sẽ cứng hơn ha, mình sẽ cầm được cái này kìa. Này nó còn nóng quá cho nên là nó chưa có cứng cái bánh. Và cái này mình sẽ bỏ chung cái muối đậu lên mình ăn chung với lại bánh nha mọi người. Rồi nếu mà mọi người không thích ăn chung với muối đậu mà ăn không thì cũng được nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mọi người thấy thích video hãy cho Chay Food một like và một lượt subscribe đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Chay Food nha. Cảm ơn tất cả mọi người.